thấy cuốn sổ cuốn sách gì chẳng phải không? Dạ, cuốn sổ chị, thì những người đi làm cần có sổ để ghi nhớ, nốt lại và nốt lại chị. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra, dạ, em cảm thấy như thế nào? Lúc mà chưa mở lên thì khi mà nhìn hình á thì em đã cảm nhận rồi là bạn này luôn rồi. À. Dạ. Nhưng mà khi mở lên thì em thấy sao? Thì là bên ngoài xinh hơn trong hình. À rồi, thế còn em? Dạ, bạn hơi ngại á chị. Bạn không nhìn thẳng. Kìa, thấy chưa? Hơi ngại không nhìn thẳng mặt con gái kìa. Sao? Không, tại đang nói chuyện okay. Bởi vì em thấy bạn còn hơi ngại ngùng. Hơi ngại ngùng. Thôi bây giờ chị Tường sẽ tạo một chút không gian riêng cho hai bạn sẽ được trò chuyện với nhau. Rồi, mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn rất là ngon của nhà hàng My Model. Xin mời. Chị Tường mời hai bạn nha. Đây là một cái món ăn trời ơi hấp dẫn quá. Cái này phụ nữ thích lắm nè, hải sản ăn không có mập mà trang trí rất là bắt mắt. Đây là món tôm càng đúc lò với muối Hồng Kông, là một món ăn rất đặc biệt của nhà hàng My Model nha. Tôm này là tôm càng xanh, rồi chẻ đôi ra, cái mình tẩm ướp gia vị vô cho nó thấm ở bên trong đó. Mình đúc lò nướng với muối Hồng Kông, nhưng mà được cái là cái da nó da giảm để nó phù hợp với khẩu vị của người Việt mình. Là một món ăn không thể thiếu ở những buổi hẹn hò ngay tại nhà hàng My Model ha. Biết đâu món ăn kỷ niệm đầu tiên, mai mốt bấm nút hẹn hò ngày kỷ niệm nhớ quay lại đây mỗi tháng ăn cái món này nha. Okay. Tiền tự trả chứ phải chị nha. Rồi chúc hai em một bữa ăn thật ngon miệng. Dạ, nhớ chị. Vô nhà hàng kêu hai con tôm đừng kêu con nha, hai đứa ăn chung ăn chia không có được đâu. Được chứ chị. Được đúng không hả? Rồi ăn ngay gân cảm ơn nha. Bạn có thích món hải sản? Đúng rồi, hải sản mình thích mà. À, thích mà. Vậy có hay đi ăn ốc? Có, mình đi ăn ốc với bạn. Ở quận 4 đúng không? Không, mình ăn quanh Bình Thạnh thôi, mình ở đó. Bạn làm cái đó bên công ty đó cũng lâu rồi đúng không? Đúng rồi, mình làm từ lúc ra trường tới giờ luôn. Bạn có hút thuốc không? Không biết hút thuốc. À, bởi vì mình không thích người hút thuốc cho lắm. Em tên là Khôi, sinh năm 94, hiện năm nay 26 tuổi. Ừ. Đang sống ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang là quản trị web cho công ty Hoàng Phúc. Quê cưng là ở đâu? Quê em thì ở Long Hải, thì lên Sài Gòn sống từ năm lớp 2 rồi. Sống mình đang sống với ai trên này? Sống với lại nhà nội. Dạ. Thế còn ba mẹ đâu? Ba mẹ em thì ở quê. Rồi, bao lâu thì mình về thăm nhà một lần? Tết với lại lễ cuối tuần nữa, thứ bảy chủ nhật. Rồi em gái giới thiệu về mình. Em là Trang, 26 tuổi. Em là kế toán dịch vụ của công ty, một công ty ở quận Bình Thạnh. Và Sài Gòn lâu rồi, là từ năm nhất em học đại học. Ở và làm việc ở đây luôn. Còn gia đình em thì vẫn ở quê, là ở Huế. Ở Huế hả cơ? Dạ. Sau này mình có cái dự kiến trong tương lai mình có muốn lập nghiệp ở trong này luôn không, hay là mình muốn về quê? Dự kiến hiện tại của em á là em vẫn tiếp tục sống ở Sài Gòn để kiếm tích lũy thêm nhiều nữa. Bởi vì môi trường sống của Sài Gòn cũng nhanh, với là nó phù hợp với cái định hướng phát triển của em. Còn nếu như mà quen bạn trai mà có định hướng chung với nhau á thì sẽ tính tiếp. Rồi, đồng ý. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cơ? Về điểm mạnh thì em khá cẩn thận, bởi vì em làm về kế toán nên nó cũng có mang tới một cái điểm yếu cho em là em ít giao tiếp với bên ngoài, với là môi trường của em cũng là toàn các bạn nữ, với là bạn nam thì một vòng sau á là nam nhỏ tuổi hơn, nên hiện tại em cũng đang ế. Tại đang ế. Rồi bên đây sao? Ok, nói trước về điểm mạnh thì điểm mạnh của em là dễ gần gũi, nhẹ nhàng, rồi biết lắng nghe và chia sẻ, lắng nghe nhiều hơn là chia sẻ. Điểm yếu thì là còn ít nói á, chưa có mạnh dạn nói. Hiện tại tâm lý như thế nào? Tâm lý bình thường thôi chị. Nóng trong người không? Dạ có nóng, mà tại ở đây không có máy lạnh. Có máy lạnh đó chứ. Vậy chắc là cơ thể em nóng. Có lẽ em nóng quá giờ rồi. Về tình trường thì sao? Cưng trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có hai mối tình. Một là tình đơn phương hồi lớp 11. Tình đơn phương, trời ơi, đơn phương bao lâu? Thì nguyên năm lớp 11. Nguyên năm luôn? Dạ. Cái cô đó chung lớp hay là khác lớp? Chung lớp với em. Mà cổ có biết là em thích cổ không? Dạ chưa đâu, trong năm lớp 12 em mới nói. Rồi lúc nói thì phản ứng cổ sao? Phản ứng cổ kiểu ngạc nhiên, không có nghĩ là em thích. Rồi lúc đó bạn nói là bạn chỉ xem là bạn thôi. Đó, kê mới tình kế tiếp của em thì cũng mới gần đây thôi, được khoảng nửa năm. Quen biết nhau qua trên mạng á chị. Sau lần tìm hiểu á thì mình không hợp về cái như là suy nghĩ. Kiểu như là bạn đó chưa có tinh tế á, đi vô Starbucks. Thì em nói là uống một ly, em cũng mong muốn là bạn đó cũng là khi mà mua một ly đó thì mong muốn là được uống chung á. Bạn đó kiểu hời hợt với em,
cầm ly uống một mình. Nhiều khi cổ tưởng đâu bữa nay em không có tiền nên em mua một ly nhường cho cổ uống thôi, chứ sao ta cổ biết được là em muốn hai đứa uống chung. Nhiều khi ta nghĩ em chùm sò nước mà hai đứa đi uống một ly. Ok. Đúng không? Dạ. Mình đừng có làm vậy khó, cũng khó khăn lắm. Ví dụ như mà quá thân tình nó khác. Còn mình đang giai đoạn tìm hiểu mà. Mình là mình nghĩ là lãng mạn. Vậy là em cũng có chút lãng mạn chổng, đúng không? Dạ. Dạ. Thí dụ bạn trai em kêu một ly rồi, em có nghĩ rằng là anh ấy muốn uống chung với em không? Vậy là mình tự trả đó chị. Vậy là mình mua một ly khác. Vậy là mình tự trả. Đó, cái đó nó nhạy cảm lắm. Em tinh tế gì nhưng mà người ta cũng nhạy cảm lắm. Giống như kiểu ý anh này là mỗi đứa tự mua tự uống. Khổ ghê. Dạ ok. Còn em, tình trường sao? Tính ra là hơi nhạt xíu chị. Hơi nhạt hả? Nhạt bây giờ bỏ muối vô cho nè. Rồi vô. Là không có tình chính thức nào hết. Chỉ có đơn phương thôi chị. Là em đơn phương người ta. Dạ. Rồi sao ai cũng yêu đơn phương chi cực vậy trời. Đơn phương xong rồi người ta lấy vợ luôn á chị. Không có cái màn yêu đơn phương nha. Mà có tỏ tình, có thổ lộ cho người ta biết không? Nhạt quá, mình thích mình phải nói. Một mối tình duy nhất đó thôi. Dạ đúng rồi. Nên nó nhạt lắm chị. Nhạt nhẽo dữ vậy trời. Dạ. Trời ơi, Huệ mong Huệ mưa mà rắn mà không có tình yêu nữa. Chắc tại vì môi trường á chị. Em kiểu bạn em kêu kháng quả hỉ. Bạn em kêu em là trách nữ á chị. Cuối tuần là cứ ở nhà thôi, ai rủ mới đi. Rồi chứ yêu nhau rồi làm rắn. Dạ thì yêu nhau thì mình lắp sắp lịch. Muốn thắng, muốn thành công cũng phải dồn hết tâm huyết. Thì trong tình yêu cũng vậy, thì dạ, nó mới thành công được. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Những bạn gái là tâm lý nè, tinh tế, nhẹ nhàng. Đúng, ngoại hình có mong muốn, có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì cũng có, không có nhiều. Nhỏ nhắn nè, rồi nhỏ nhắn là sao? Là muốn cao thấp mập ốm như thế nào? Ý là gọn. Gọn như em, ví dụ như em ưa nhìn là được. Tiêu chuẩn mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao 1m55 thôi chị. 1m55, em cao mét mấy? Em 63. Thế cũng được ha. Dạ. Rồi còn gì nữa? Tính tình vui vẻ chị, hòa đồng xíu. Tính em cũng hơi tưng tửng nên. Tưng tửng hả? Tưng tửng là sao? Tức là với những người mà em thân quen á, em nói chuyện cũng tưng tửng. Nhiều khi họ cười, những câu chuyện vô bổ của em thôi. Em muốn một bạn vui vẻ, có thể giỡn với em được. Style bạn thì trẻ trung một xíu chị. Tính em nó cũng hơi trẻ con xíu. Mập không? Cao thấp mập tức là không có mập quá là được chị. Không có béo chị. Sao không thích hói? Bởi vì mấy bạn đó nhòm già hơn tuổi. Hói là dòm già hơn tuổi mà tao nói mấy người hói thông minh lắm. Cũng không cần thông minh lắm đó chị. Rồi, hói thì bên đây thấy không có hói rồi đó. Tính tình thì một hồi em tự kiểm tra. Dạ đúng. Chứ cơ bản nhìn bên ngoài thì cũng tương đối. Có hình ảnh gì của hai bạn không? Cho chị mượn coi. Đây. Dạ. Bốn cặp đôi giò này em thích cái giò nào thì chỉ đi chị làm mai cho. Đó. Có gợi ý gì không chị? Gợi ý hả? Đó, cao 1m55 hả cưng? Cao 1m55, nặng nhiêu ký? Dạ nặng 52 kg. Chắc bạn này. Sao em đoán bạn đó? Cái này cảm giác hơi trực giác thôi chứ em cũng không có cái. Nhưng mà em lựa chọn theo cái gì, trực giác gì mà chỉ vô cô này trong tại đây vì có bốn cô. Nhất là maybe thì bạn đó có thể là đeo mắt kiến, em nghĩ là vậy. Tại vì kế toán thì chắc tập trung nhiều. Vậy á hả? Chỉ có bạn này đeo mắt kiến thôi thì rồi. Em loại si thôi. Ủa vậy tất cả mọi người làm kế toán đeo mắt kiến hả? Không, cái này người là. Ok, cảm xúc của em là như vậy, tốt, giữ nguyên đó. Chị sẽ làm mai cô đó cho em. Rồi, bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ nhìn vào cánh cửa trái tim để xem cảm nhận của bạn trai ngày hôm nay đúng hay không nha. Dạ, không, đúng rồi chị. Đúng rồi, trời đùa cho em cho vui, hay á. Nhỏ này công nhận phân tích hay ghê. Em giỏi phân tích mà chị. Rồi, giờ tặng quà đi, chút xíu tôi nhờ phân tích vài vụ nữa. Ok chị. Ok, tặng bạn cái món quà nhỏ xíu nhưng mà nó ý nghĩa. Mày cũng có quà. Thank you em. Rồi, bây giờ cái món quà nhỏ xíu mà ý nghĩa là gì, có thể nói chị Tường biết không? Được chứ chị. Món quà này là cuốn sách về giá trị về tâm hồn thôi. Đâu đó đi làm hay là những cái lúc mà mình buồn hay là gì đó thì lấy cái cuốn ra đọc thì nó giúp cho mình một cái cuộc sống nó tích cực lên. Rồi em hình như chị cũng thấy cuốn sổ, cuốn sách gì chổng phải không? Cuốn sổ chị, thì những người đi làm cần có sổ để ghi nhớ. Nốt lại phải không? Nốt lại chị. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra, em cảm thấy như thế nào? Lúc mà chưa mở lên thì khi mà nhìn hình á thì em đã cảm nhận rồi là bạn này luôn rồi. Nhưng mà khi mở lên thì em thấy sao? Thì là bên ngoài xinh hơn trong hình. Rồi, thế còn em? Dạ, bạn hơi ngại á chị. Bạn không nhìn thẳng. Kìa, thấy chưa? Hơi ngại không nhìn thẳng mặt con gái kìa. Sao ok? Không, tại đang nói chuyện okay. Bởi vì em thấy bạn nó còn hơi ngại ngùng. Thôi bây giờ chị Tường sẽ tạo một chút không gian riêng cho hai bạn sẽ được trò chuyện với nhau.
Rồi, mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn rất là ngon của nhà hàng My Mother. Xin mời. Chị Tường mời hai bạn nha. Đây là một cái món ăn trời ơi hấp dẫn quá. Cái này phụ nữ thích lắm nè, hải sản ăn không có mập mà trang trí rất là bắt mắt. Đây là món tôm càng đúc lò với muối Hồng Kông, là một món ăn rất đặc biệt của nhà hàng My Mother nha. Tôm này là tôm càng xanh, rồi chẻ đôi ra, cái mình tẩm ướp gia vị vô cho nó thấm ở bên trong đó. Mình đúc lò nướng với muối Hồng Kông, nhưng mà được cái là cái da nó da giảm để nó phù hợp với khẩu vị của người Việt mình. Là một món ăn không thể thiếu ở những buổi hẹn hò ngay tại nhà hàng My Mother ha. Biết đâu món ăn kỷ niệm đầu tiên, mai mốt bấm nút hẹn hò ngày kỷ niệm, nhớ quay lại đây mỗi tháng ăn cái món này nha. Tiền tự trả chứ phải chị nha. Rồi chúc hai em một bữa ăn thật ngon miệng. Nhớ vô nhà hàng kêu hai con tôm đừng kêu con nha, hai đứa ăn chung ăn chia không có được đâu. Được chứ chị? Được được luôn hả? Rồi ăn ngay cơm ngon miệng nha. Bạn có thích món hải sản? Đúng rồi, hải sản mình thích mà. Ờ thích rồi. Vậy có hay đi ăn ốc? Có, mình đi ăn ốc với bạn. Ở quận 4 đúng không? Không, mình ăn quanh Bình Thạnh thôi, mình ở đó. Ờ mình làm, bạn làm cái đó bên công ty đó cũng lâu rồi đúng không? Đúng rồi, mình làm từ lúc ra trường tới giờ luôn. Bạn có hút thuốc không? Không biết hút thuốc. À. Bởi vì mình không thích người hút thuốc cho lắm. Ờ không biết hút thuốc. Bởi vì tính mình cũng hơi bảo thủ. Tức là khi mà mình bảo vệ một vấn đề là mình cũng hơi bướng xíu. Ừ. Nhưng mà nếu như mà người đối diện á mà thuyết phục được thì mình ok. Ừ, ok. Ý là hút thuốc mà thuyết phục. À không phải, hút thuốc thì tôi cũng không. Ok, tưởng hút thuốc và thuyết phục. À, không được. Mình không thích những người hút thuốc bởi vì nó gây hại sức khỏe thì ok, mình không biết hút thuốc. Bà có gì cần hỏi không? À, có chứ. Hồi xưa bạn học đại học nào? Đại học Kinh tế. Quận 10. Quận 10 đúng rồi. Ok, gần nhà mình. Ồ, bạn cũng ở đây từ hồi đại học luôn hả? Bạn à, K3, nếu mà bạn chính thức chắc K38 đúng không? Đúng rồi, bạn có bạn ở đó hả? À, hồi xưa có trò vô những cái group về kinh khoa kinh tế, tham gia những cái startup bên bển. À, tức bạn cũng muốn thành lập những làm. À không, ý là có một cái anh học trong kinh tế mở ra những cái startup dành cho những cái student, những cái học sinh, sinh viên trong trọng, nhưng mà mình không học ở trong đó, nhưng mà mình biết. Bây giờ bạn có, tức là trong cái lâu dài là bạn đang làm ở Sài Gòn luôn phải không? Trước giờ thì ở Sài Gòn mà, lên đây từ còn nhỏ rồi. Mình ở Sài Gòn thì ở lâu thì cũng quen. Ở lâu rồi quen hả? Đúng rồi. Thì ở lâu riết là thành người Sài Gòn luôn. Thiếu chút nữa là nhập khẩu Sài Gòn luôn. Ok. Nếu mà về chung nhà thì là nhập khẩu Sài Gòn rồi. Khi mà quen nhau á, bạn nghĩ mình nên gặp nhau bao nhiêu lần một tuần? Thì nếu mà có thời gian rảnh thì sắp xếp được thì gặp nhau thôi, không quan trọng về thời gian. Bạn làm về web không? Quản trị web đúng rồi. Thì theo mình biết quản trị web thì nó cũng có nhiều job chạy xuyên đêm xuyên ngày ấy. Thì bạn có chạy xuyên đêm hả? Cũng tùy vào cái campaign của công ty. Nếu mà campaign nó đi vào khuya này nọ thì mình follow thôi. Chứ cũng không đến nỗi là phải overnight hay là ấy, là qua đêm làm việc. Không OT. Các bạn ăn đi. Ok. Như mình thiếu đồ chấm. Hải sản người ta. Ở dưới quê thì cũng ít ăn cái này lắm, toàn là ăn mực không à. Ở gần biển mà mình không ăn nhiều hải sản à. Mỗi mực ăn thôi hải sản thì, nhưng mà ý là ăn tôm thôi, chứ là ăn mực là nhiều. À, mình cũng thích tôm lắm á. Ồ vậy hả? Ăn nhiều mực chứ. Thì cũng không biết bạn có cái gì, bởi vì đối với mình á, nhiều người họ không có thích cái nghề kế toán lắm. Ủa tại sao không thích vậy? Bởi vì họ kiểu kế toán cứng nhắc với là quá chi ly. Mình cũng có hai ba bạn làm kế toán, thấy mấy bạn nó không cứng nhắc lắm. Chắc là tùy. Đúng rồi. Tùy theo tính người, nhưng mà giả sử như mình trong công việc thì cũng hơi cứng nhắc, nhưng mà trong tình cảm á, mà lỡ như mình cứng nhắc như vậy thì bạn có cách nào để mình thuyết phục không bạn không? Tất nhiên là thuyết phục rồi, nhưng mà mình phải có những cái khoảng thời gian để từ từ sẽ thay đổi, chứ không có thể nào mà thay đổi cùng một lúc được. Quan trọng là phải có những cái thời gian. Ngon không cưng? Dạ. Nãy nghe đứa nào đòi chấm nước chấm nè hả? Dạ thì hải sản. Muối nè, trời, muối màu hồng nè. Tại vì thường hải sản nó sẽ có muối tiêu. Cái muối tiêu xanh. Cái này người ta làm muối, cái này người ta tôm Hồng Kông, người ta có nêm nếm cái này sẵn hết trơn rồi. Thiệt tình luôn á. Ăn đi, ngon không? Đó, người ta tôm càng đúc lò mà, là người ta có nêm gia vị rồi người ta bỏ vô lò, người ta đúc ở chổng rồi.
có phải tôm luộc đâu mà chấm với tiêu chanh, ngon không? Ngon vậy. Rồi nãy giờ trò chuyện được gì nhiều chưa? Hiểu được thêm được miếng nào chưa? Dạ hiểu rồi, hiểu được một chút. Nếu mà kêu, nếu mà họ nói hiểu hết thì chắc chưa đâu. Hôm nay em đi có ai đi theo mình ủng hộ mình không? Dạ có bạn của em. Rồi em hôm nay mình đi theo có ai đi theo mình không? Cũng bạn luôn. Rồi mời bạn của họ, nhà trai nhà gái vô đây. Rồi bây giờ ưu tiên bên đây ta có một, bên đây chơi bên đây trước nha. Rồi em gái giới thiệu cho mình đi cưng. Dạ em là bạn cấp 3 của bạn Trang. Nhận xét về Trang như thế nào? Trang thì là một người rất là đơn giản. Em nghe bạn Trang, bạn trai bạn nói là bạn muốn một bạn gái tinh tế với là nhẹ nhàng. Trang thì cũng có nhẹ nhàng nhưng mà tinh tế thì em không nghĩ là Trang quá tinh tế. Thứ nhất là nếu như hai bạn có thể hợp với nhau và thích nhau thì mình có thể cố gắng tìm ra cái sự tinh tế trong tính cách của người còn lại. Trang nói kinh nghiệm của chị đó, không có tinh tiết gì vậy nha. Hễ yêu nhau để ý về nhau nhiều là cái gì cũng phát hiện, mà đã không có thích, không có để ý về nhau là cái gì cũng trớt quớt hết á. Rồi nhận xét về chàng trai này sao? Em thấy thì thứ nhất là công việc của bạn Trang với là bạn Trang thì nó khá là giống nhau. Những công việc mà mọi người đều nghĩ là những công việc buồn chán, một bên là lập trình, một bên là kế toán. Thứ hai là hai bạn cũng có nhiều điểm chung, nhưng mà em thấy cái khác biệt nhất của hai bạn chính là bạn trai thì có vẻ là bạn khá là trẻ trung và năng động, cũng nhuộm tóc màu vàng. Còn bạn Trang thì bạn hơi truyền thống một tí. Thì nếu như các bạn đến với nhau thì cũng sẽ có nhiều điều thú vị. Em nghĩ là hai bạn nên cho nhau thêm nhiều trải nghiệm. Muốn có trải nghiệm thì phải bấm nút mới có trải nghiệm. Đúng nha. Rồi cảm ơn em. Bên đây họ nhà trai. Rồi giới thiệu lần lượt. Em tên là Đăng, bạn thân của bạn Khôi, thân cũng chơi được 10 năm. 10 năm. Rồi vậy đúng thân. Em tên là Vinh, em cũng chơi với Khôi từ năm cấp 3 luôn. Cũng lâu, thân luôn. Bên đây. Chơi nhưng mà không được thân nha. Vậy sao em quen hai anh này? Dạ em bạn chung. Nhận xét về bạn mình thì bạn này có cái tật xấu gì không tụi em? Nói chung thì em thấy là bạn quá nhạy cảm cho một số chuyện. Thì thật ra bạn không có, bạn rất là dễ. Tức là bạn không có cái nhu cầu gì nhiều cho bạn gái, nhưng mà tại vì bạn cũng nhạy cảm nên đôi khi bạn cần cái partner nó làm cho bạn cởi ra được cái con người thật của bạn nhiều hơn thôi. Tụi em nhận xét về cô em Trang bên này như thế nào? Đó. Dạ bạn Trang thì bạn rất là dễ thương. Nhưng mà em thấy buổi nói chuyện thì nó còn hơi khớp cho hai bạn á. Sau cái buổi này nếu hai bạn cho nhau cái cơ hội thì ở ngoài nó sẽ maybe là nó có tiến triển hơn. Ba đứa có đứa nào có gia đình chưa? Em chưa. Dạ. Chưa mà suy nghĩ lâu vậy. Chưa luôn. Có bạn gái chưa? Dạ có. Có đi theo chung luôn. Dạ. Rồi có bạn gái chưa? Bên này. Gần có. Vậy là có mình này chưa có thôi phải không? Hôm nay quyết chí gán cho nó có luôn ha. Dạ. Chứ để ba đứa bỏ nhỏ tội nghiệp nhỏ quá. Rồi. Nên mới đi chung vậy. Ủng hộ tinh thần. Dạ. Rồi ok, vậy thôi sơ bộ là các bạn cũng đều ủng hộ tinh thần cho tụi em. Nha. Quan trọng còn vấn đề còn lại là ở đôi trẻ thôi. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện tình yêu hôm nay tới đâu nha. Rồi mỗi người bóc một lá thăm đi. Coi gì trong trọng. Chàng trai xin phép nắm tay nhìn thẳng mắt cô gái nói cảm xúc hiện tại. Mời yes. Em ok. Đi vòng coi tướng có làm người mẫu được không? Rồi. Ok, cho mình xin cái nắm. Cảm xúc hiện tại bây giờ là có một chút lo lắng xíu. Tại vì cũng là lên sóng quay truyền hình nên không biết nói kiểu hơi còn ngại á. Kiểu còn như bạn của anh chia sẻ là nhạy cảm. Nên nhưng mà em rất là kiểu dễ, rất là dễ thương. Sao ta? Thật thà chân tình. Trời ơi cái gì cà lắm luôn vậy cưng. Hồi hộp quá hả, luôn quá hả? Cũng có một chút chị. Dạ, không biết nói cái gì thêm. Hết chưa, còn muốn nói gì nữa không? Nắm tay. Sắp tới thì cuối tháng 1 là có đi chung nhóm đi Huế. Thì không biết là như thế nào, nhưng mà ý là sẽ cùng với lại Trang đi Huế chung vào cuối tháng 1, 30 tháng 1. Không biết là lúc đó về quê chưa hay vẫn còn làm? Mình về quê tháng 2 nè. Ok, không sao, thì có dịp khác đi. Okay, thank you. Rồi, cũng rất dễ thương, mạnh dạn đó chứ, hơi rung chút. Đó là cảm xúc mà, cảm xúc như vậy là tốt. Em cảm nhận như thế nào về những cái lời nói của anh lúc nãy? Dạ, bà còn hơi rung. Hơi rung, nhưng mà chân, có chân tình. Quan trọng là cảm xúc nha. Mời em. Cô gái tiến tới massage cho bạn trai rồi hỏi cảm nhận anh ấy. Mời em ngồi dựa vô ghế đi cưng. Trời ơi tới giờ hưởng thụ rồi.
Rồi để cô xin gái đứng nha. Sau lưng rồi massage rồi nói cảm nhận nha. Massage cho ảnh á, rồi hồi ảnh nói cảm nhận cho. Người ta nói gái Quế chiều chồng lắm. Rồi bà bóp gì mà nguyên bàn tay không có vô, có mấy cái ngón không chọt chọt, nguyên bàn tay sao bóp vô coi. Không biết bạn cảm nhận sao bạn? Thì lúc đầu là không có gì hết, cho tới khi chị kêu là làm mạnh thì mới bắt đầu mới có cảm giác. Thế không? Cũng không. Cũng không. Ấy là không có cảm giác chứ. Chưa có làm mạnh sao có cảm giác. Làm cho nó đàng hoàng mạnh mạnh coi. Thanh niên nó có đau đâu mà. Giờ thấy vô vô rồi đó. Dạ đúng rồi chị. Thấy không? Tưởng tượng mốt đi làm về mà có bạn gái hay có vợ làm như thế đã không? Đã chứ chị, nhưng mà làm chắc cũng mỏi tay á. Thôi được rồi, cảm ơn bạn. Rồi thương quá ha, làm gì chắc mỏi tay á, về đi cưng. Thêm chút cảm xúc cho các bạn vui với nhau thôi. Rồi bây giờ là vô vấn đề chính nè. Tôi mới phát hiện ra một điều. Vì hồi nãy á, bạn gái của em á lên đây á, có nói một câu là chàng trai này có vẻ cái gì hiện đại quá, là tóc nhuộm màu nhuộm đồ, nhưng mà với cặp mắt đi làm nghề nghệ thuật của tôi á, tôi cảm giác như tóc này tóc giả. Tại vì nó có cái đường chân tóc ở trên này, đúng không? Dạ. Mà sao tự nhiên phải đổi tóc giả? Tại vì không có tóc. Không có hỏi gì. Sao không thích hỏi? Bởi vì mấy bạn đó nhòm già hơn tuổi. Ủa sao không có tóc? Là bị hói hả? Cũng kiểu như vậy, nhưng mà thật ra không phải vậy. Tức là cơ địa của em có nhiều chất nhờn trên cái da đầu á. Nên em không có để tóc được, nên em phải cạo chọc đầu. Em có suy nghĩ như thế nào? Cảm nhận như thế nào? Cũng có thể là bạn có những khuyết điểm mà không có muốn người ngoài nhìn vào. Bình thường em vẫn sống thật thôi. Vậy thì sao bây giờ em có sẵn sàng xem bạn ấy là chính mình không? Thì em cứ chân thật với nhau thì sẽ tốt hơn, đúng không? Tốt hơn. Đúng rồi, mời em. Vỗ tay rồi. Có gì đâu. Dạ, em xin lỗi nha. Dạ. Được. Em không có. Em hình như chị thấy vậy nó hợp hơn cưng ơi. Thì trước giờ em hợp mà. Vậy mát hơn phải không? Dạ mát. Thì nãy giờ đổ mồ hôi quá trời. Tôi nghĩ là bít cái đầu là nó nóng nó đổ mồ hôi á. Cái kiểu nói chuyện này giống như hát nhạc rap quá vậy. Giống cái anh Quy anh đang nổi tiếng á. Anh nói cà giật mà anh hát rất hay. Biết nó biết hát không? Biết hát nhạc rap không? Cũng một chút thôi chị. Thử một đoạn rap nghe coi nè. Đúng không cách luôn nè. Trời ơi, vỗ tay dữ vậy. Tại vì thật ra thì em cũng biết, nhưng mà một chút thôi. Một chút thôi. Song song đó thì cái biệt tài của em là nó không có nhớ lời. Bài này cũng đang là trending của anh Wowie luôn. Ủa vậy hả? Trời ơi. Tập 2. Chắc có thể là như hồi nãy nói là quên lời nên chỉ một hai câu thôi. Rồi ok. Thiên đàng dành cho em không chờ dẫn lối, đi tới cũng trời mình anh nhãn khói. Tiên nữ đâu hết rồi, đưa anh vào trong địa ngục trần gian anh không thể ở. Từ chối xa tăng làm nó mắc cỡ. Đó là chị. Chàng này như hợp đúng tôi nha, tự nhiên tôi nói đại khơi khơi mà cũng trúng luôn, hay thiệt. Dạ. Ê, vậy là chị tinh tế đúng không? Chị tinh tế với là chị có kinh nghiệm sống nhiều á. Cơ hội đó có hay không là tùy thuộc các bạn, đặt tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò và cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để tiến xa hơn thì chúng ta bấm thật mạnh vào nút. Nếu không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay lui. Đây là nút bấm phải dùng lực để chứng tỏ sự quyết tâm của mình nha. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 3 Hết thời gian. Rất là dễ thương, tôi rất vui nha. Làm mai được cặp này tôi vui lắm á. Mời hai bạn nắm tay nhau. Đó là những cái kỷ niệm đầu tiên. Và chị hy vọng rằng là hai em sẽ có được một cái tiếng nói chung, hoặc là trước mắt có những cái buổi hẹn hò tìm hiểu nhau thật là thú vị. Đây, một phần quà của chương trình tặng cho em gái để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Nhà hàng My Model gửi tặng các bạn 3 phần quà. Thứ nhất là một voucher ăn tối dành cho cặp đôi nè. Thứ hai là một voucher miễn phí cà phê thương hiệu Cao Bồi. Thứ ba là một hộp quà cà phê Mac Farm Coffee, gói trọn tình thân với những lời chúc sức khỏe, tinh thần đầy ý nghĩa. Hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn với mỗi ngày, với nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Chứ dẫn người khác vô đây ăn kỳ lắm à. Dạ ok. Ok, giỡn vui thôi. Rất là vui khi tụi em nắm bắt cái cơ hội ngày hôm nay ha. Cố gắng ha. Cảm ơn chị nhiều. Kính thưa quý vị, hôm nay rất vui đúng không ạ? Chúng ta hãy sống thật với bản thân mình, hãy tự tin và vẻ đẹp nó toát lên từ trong tâm hồn thưa quý vị. Không có gì phải tự ti về bản thân của mình cả. Nhân vô thập toàn, và ngày hôm nay vui lắm. Cái câu này hoàn toàn đúng với cặp đôi này.